chào đón toàn thể chị Quỳnh và Academy thân mến đã đến với chương trình khám phá bí quyết đào hầu thông minh hơn. Lời nói đầu tiên xin thân. Con thấy cái này giống cái nào nè? Cái là từ này, từ giống cái từ này, từ cái con giống ở đâu? Và lời như là cái con này, có cái con vịt ở đâu? Con vịt á? Để con vịt ở đâu? Rồi, con vịt quá. Nhớ thấy bình sữa. Rồi, đúng rồi. Rồi, đúng em bé luôn rồi. Rồi. À, bé gái luôn, đúng rồi. À, đúng rồi. À, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Lời nói đầu tiên xin thay mặt cho ban tổ chức những người thực hiện chương trình xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn chúc sức khỏe và lời chào thân ái nồng nhiệt nhất từ chúng tôi. Ta hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là để một chương trình hết sức hấp dẫn dành tặng cho quý vị và các bạn ngày hôm nay. Ngày hôm nay chương trình hết sức đặc biệt để quý vị chúng ta có thể tham gia những trò chơi vô cùng bổ ích và dễ thương của chương trình ngày hôm nay. Chương trình cần sức khỏe để quý cho bé. Chương trình cần thông tin sức khỏe cũng như chế độ dinh dưỡng cho bé yêu để quý vị chúng ta có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bé và có một chế độ dinh dưỡng hợp lý.